Tổng kho Đào Tuyên xin chào toàn thể các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nhá. Hôm nay giới thiệu với bác một cái dòng loa máy đứng, đó là dòng loa E388. Thì trước khi đi chi tiết về sản phẩm thì em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái dòng sản phẩm loa E388. Đối dòng loa E388 này, nó là dòng một là dòng loa máy đứng, công suất to, máy to. Nói chung là cái gì nó cũng to các bạn. Đối với dòng loa E388 này thì sau đây em sẽ khui cái hộp hàng ra xem bên trong nó gồm có những phụ kiện gì nhá các bạn nhá. Nó thì cũng như con E76 thôi, nó là dòng máy đứng và phụ kiện của nó cũng như thế các bạn. Đầu tiên là một sạc này, một điều khiển phím xanh này, một dây đeo loa này, một túi đựng loa này, và là một thân loa này. Trong hộp sẽ có một tờ sách hướng dẫn sử dụng, nhưng mình cũng không dùng đến sách hướng dẫn sử dụng đâu các bạn. Đối với thân loa của nó nhá, kích thước của nó cực kỳ khủng các bạn. Đối với dòng này, công suất của nó này, công suất của nó 48W cơ các bạn. Công suất của nó cực to nhá, chứ không phải như dòng 898 này, E76 này, những cái dòng đấy nó chỉ có 25W thôi. Nhưng con này tận 48W, mà pin của nó vẫn dùng pin 7,4V này, dung lượng pin là 500mAh này. Đấy, dung lượng con này cực kỳ khủng nha các bác nhá. Con này từ 4 đến 8 ohm này, 80 tần số nó là 80 Hz này. Trọng lượng của nó này là 4 lạng mốt này. Đấy, dòng này của nó cực khủng, cực to các bạn. Con này chạy liên tục cũng được 6 đến 7 tiếng đồng hồ các bác nhá. 6 đến 7 tiếng đồng hồ chạy liên tục nha các bác nhá. Con này có tích hợp cả Bluetooth cả FM này. Và bên trên này nó cũng chỉ có một phím như dòng E76 thôi. Nó là phím tắt mở to nhỏ này. Nhựa của nó cũng toàn bộ là bằng nhựa ABS, được tráng một lớp sơn màu dàn di cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Đối con loa này đánh thì để đi đánh chim ngày thì nó là con loa chất nhất, kể cả Q92, Q93, AT. Công suất loa của nó không thể bằng được công suất loa con này. Bởi vì sao em lại nói thế? Thứ nhất, công suất loa con này, mạch loa của nó ra rất nhiều chét các bác nhá. Ra rất nhiều chét luôn, cực hay luôn đấy. Đối dòng loa E388 này các bác dùng các bác biết rồi, nó là dòng loa cực chất. Ngày xưa em nhớ ngày xưa mua cũng gần 1 triệu một con loa này các bạn, nhưng mà bây giờ nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi các bạn. Giá cực kỳ hữu nghị, cực kỳ hợp lý luôn. Thì sau đây em sẽ test thử chất lượng âm thanh cho các bác xem nhé. Cầm nặng trịch to đùng các bạn. Dòng loa này thì nó là loa đẳng cấp rồi, ngày xưa đi đánh đa đa đấy các bạn, chuyên đánh bằng loại này luôn. Chỉ có dòng này chịu được đa đa thì quá ok luôn. Sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay, hết yêu là buông. Na 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 na, nhiều lần con tim lênh đênh ngờ lại một chút thôi và tính sau thiên thu muốn lỗi. Nỗi nhớ mang theo một đời, để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em khơi. Biển dòng trời cao tăm tối, mới em đi mà rồi, để lại anh bơ ngơ một mình trốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở đây. Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan, chẳng yêu một ai, để lòng tương tư em mãi những cơn mê u hoài. Chuyện tình yêu muốn anh đánh theo anh những tháng năm dài. Quá ok luôn các bạn.
Đấy thì vừa rồi em có test thử chất lượng của con loa E388. Nói chung là dòng loa nó là để dòng loa to, nó là đẳng cấp rồi các bạn. Các bác vừa cảm nhận cái sự âm thanh, sự phát ra âm thanh của nó thì quá ok rồi. Đối với dòng loa này thì nó quá chất các bạn. Bác nào cần cứ liên hệ em. Số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào toàn thể các bạn. Hẹn các bác video lần sau.